Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách làm tôm khô tại nhà rất là đơn giản dễ dàng. Tôm lên màu đỏ đẹp mà không cần dùng bất cứ một loại phụ gia nào hết. Cách làm thì rất là dễ và cách này thì mình có thể làm khi không có trời nắng. Ở những nơi không có nắng phơi mình vẫn làm được. Cô chú anh chị em thích làm tôm khô tại nhà sạch sẽ an toàn thì mình vào bếp cùng làm với em. Để làm tôm khô được đỏ đẹp thì mình sẽ dùng tôm sú. Mình dùng tôm sú xanh hay là sú đỏ đều được. Ở đây thì em đang dùng tôm sú xanh nè. Tôm sú thì cơ bản là khi mình luộc hay mình hấp lên á, là cái thịt nó đã đỏ rồi, không có cần phải cho thêm cái gì nữa hết á. Còn so với cái tôm thẻ đó, cái tôm này là tôm thẻ nè, thì nó cái thịt nó sẽ màu trắng, muốn đỏ cũng sẽ rất là khó ha. Đây, tôm sú nè. Và để làm tôm khô được ngon á, thì mình nếu mà mình chọn được cái tôm tươi thì sẽ càng ngon hơn ha. Thịt tôm nó sẽ dai chắc hơn. Còn ở đây thì em mua không có được tôm tươi, tại vì ở chỗ em á, muốn tìm mua được cái tôm sú sẽ rất là khó. Mà đặc biệt á, là mình muốn làm tôm khô thì thường là mình nên chọn cái tôm mà con nó vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Tại vì tôm lớn quá đó, mình sấy cũng lâu hoặc là mình phơi cũng lâu khô nữa, thì nó sẽ rất là dễ bị hư hư cái tôm khô. Và em dùng ở đây là 2 kg tôm. Tôm mình mua về sẽ rửa thật là sạch và em cho vào đây là nửa muỗng canh muối. Muối bình thường thôi ha. Như em đã nói từ đầu rồi, nếu như mình dùng tôm sú thì mình không cần phải cho thêm rượu gì hết. Và đây em chỉ cho muối thôi. Mình xóc đều lên. Tôm nó rất là nhanh thấm ngấm cho nên mình không có cần phải ướp mất thời gian đâu ha. Việc quan trọng là mình phải nhanh chóng đi làm cho tôm nó chín để không thôi là nó bủng nè. Mình cho tôm vô nồi hay là xoong lớn lớn. Lưu ý là mình không có nên dùng cái chảo chống dính để mình làm ha. Mình dùng chảo chống dính là mình sơn hồi nữa là mấy cái gai này nó làm là hư cái chảo mình nè. Mình đậy nắp lại cho tôm nó chín. Không cần phải cho nước vào đâu ha, bởi vì tôm nó sẽ ra nước. Đó, anh chị thấy chưa? Tôm mình chỉ cần làm chín thôi là cái thịt tôm nó đỏ như vậy nè. Cái mình tôm nó đã đỏ tươi như vậy nè, rất là hấp dẫn ha, không có cho một cái gì hết. Mình đậy nắp lại chút xíu là mình thấy tôm nó chuyển màu đỏ, tức là tôm nó chín. Thì mình dở nắp ra, mình xóc đều. Mình xóc đều lên, rồi mình để lửa cao lên để mình xào như thế này nè. Mình xào hoài để cho nó mau khô nước á. Cái này mình đâu có cho thêm nước đâu, mà nó cũng ra nước nè. Hoặc là nếu mình thấy nước nhiều quá thì mình cũng có thể rót cái nước này ra bớt để cho nó nhanh khô. Cái này là nước từ tôm ra đó, em hoàn toàn không có cho thêm miếng nước nào hết. Tại vì do mình làm nhiều tôm á thì nó sẽ ra nước nhiều. Rồi tiếp tục mình bắt lên bếp, mình rang cho nó khô luôn. Nếu mình phơi nắng á, thì mình càng rang khô càng tốt. Còn nếu như mình sấy thì không cần thiết phải rang khô ha. Hôm nay là lúc này trời mưa cho nên là em không có phơi nắng được. Thì cái này là em sẽ làm bằng cách là em sấy khô. Thì mình rang cỡ này được rồi. Đó, nó khô khô vậy là được rồi nè. Mình rang tôm cho khô, sau đó thì mình nhấc xuống khỏi bếp để nguội tí xíu. Có 2 cách làm, hoặc là mình phơi nắng, mình có thể là để nguyên cái vỏ như thế này. Ra mình phơi nắng, mình phơi cho đến khi nó khô, nó giòn cái vỏ. Sau đó thì mình đập cái vỏ, rồi mình rây nó ra để mình lọc, mình lấy cái thịt và cái vỏ nó sẽ lọt xuống. Và cách thứ hai đó là mình sẽ lột ngay từ bây giờ. Thì theo như em khuyên các anh chị em luôn, nếu như mình làm ít ở nhà mình ăn cho an toàn sạch sẽ đó, thì mình nên lột ra. Mình nên lột ra lúc này trước khi mình phơi. Khi mình phơi đó, thì mình sẽ dùng một cái miếng vải the đó, mình đậy lên trên thì nó vẫn sạch sẽ, không có bị bụi bặm. Mà mình lột cái lúc này nó sẽ dễ hơn là khi mà mình để cho nó khô, nó sát lại rồi mình không có quen đó, mình làm nó sẽ không có sạch bằng lúc này. Còn mình sấy thì mình cũng nên làm, mình lột lúc này luôn thì mình sấy sẽ nhanh hơn.
Đó, lúc này cái vỏ nó mềm, mình lột rất là dễ. Và anh chị thấy nè, cái thịt nó đỏ nè, đẹp chưa? Mình không có cho cái gì hết trơn á. Rồi nếu như mà mình phơi nắng á, thì sau khi mình lột xong như thế này thì mình sẽ cho ra cái mâm hay là cái xịa, nhà mình có cái gì mà mình phơi phù hợp á, thì mình phơi. Nếu mà có cái lỗ thoáng ở dưới á, thì càng tốt ha. Rồi mình trải ra trên cái xịa đó. Sau đó thì mình sẽ dùng cái vải the mình đậy lên trên thì mình đi phơi nắng thì sẽ rất là sạch sẽ. Thường thì mình phơi nếu mà nắng tốt thì khoảng một nắng. Còn cảm thấy mà chưa khô thì mình sẽ phơi hai nắng. Còn nếu như không có nắng, trường hợp như em thì lúc này trời hay mưa, thì em sẽ làm cách khác. Mình có thể làm bằng lò nướng hay là nồi chiên không dầu đều được. Đây là cái vỉ nướng ở trong cái lò nướng. Em sẽ dùng thêm cái giấy bạc. Và cái giấy bạc này mình sẽ lót vừa với mình cắt vừa với cái vỉ nướng nè. Ở đây em đã bẻ sẵn ba góc rồi, còn một góc này mình cũng sẽ xếp lại. Mình trải tôm ra khay. Mình bật chế độ lò nướng là hai lửa ha, lửa trên lửa dưới luôn. Và nhiệt độ là khoảng 50 độ, tối đa là 60 độ thôi ha. Lửa trên lửa dưới đều 50 độ hết. Thời gian thì đầu tiên mình sẽ bật 40 phút. Sau 40 phút thì em thấy nó chỉ mới ráo như thế này thôi. Cho nên là mình sẽ tiếp tục mình sấy tiếp. Em sẽ bật thêm 60 phút nữa. Và như vậy là tổng thời gian em sấy khô ở trong lò là 3 tiếng ha. Tùy vào lò, nếu như mình dùng lò nướng hay là nồi chiên không dầu thì mình cũng tùy cái lò nhà mình tự canh thời gian ha. Thì nó cũng trên dưới tầm khoảng 3 tiếng là nó sẽ khô như thế này. Mình còn được tổng cộng là 246 gram, gần 250 gram đi ha. Anh chị nhìn xem cái thành phẩm tôm khô của mình nè. Em không có để cái gì ngoài muối hết á, chỉ có một tí xíu muối thôi nhưng mà con tôm nó đỏ thắm nhìn rất là ngon. Đây hoàn toàn là màu tự nhiên hết á. Nếu như anh chị em thích khô hơn á thì mình sấy lâu hơn hoặc là mình phơi nắng lâu hơn ha. Em á thì em thích làm cỡ này thôi. Tại vì cỡ này á mình ăn nó còn cái độ mềm tự nhiên, nó dai, kiểu nó dai dai và nó mềm tự nhiên chứ nó không có quá khô mà gọi là khô queo cứng á. Tại vì nếu mà anh chị thử làm cái cách này đi, nếu mà làm thử một lần là mai mốt là anh chị sẽ không có thích mua nữa. Mình làm ở nhà vừa sạch sẽ, an toàn và rất là ngon, rất là chất lượng luôn. Nếu mà làm ít đủ ăn á, thì mình lột vỏ sẵn á, cái mình làm vừa ăn gì nè, không có quá khô thì con khô nó còn dai dai và mềm vừa ăn rất là ngon. Như vậy là em vừa chia sẻ xong cách làm tôm khô ngon tại nhà rất là dễ dàng. Em cảm ơn cô chú anh chị em đã xem hết video. Nếu thích video thì xin dành tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh. Và đừng quên ấn cái chuông để nhận được thông báo khi em ra video mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.